Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết trên khu vực tỉnh Hà Giang đêm mùng 5 rạng sáng ngày mùng 6 tháng 8 năm 2024. Khu vực công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn. Khu vực này nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác, sau có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng gián đoạn, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 20 đến 27 độ, độ ẩm trung bình 84%. Khu vực di tích quốc gia Ruộng Bậc Thang và vùng núi đất phía Tây. Khu vực này nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, sau có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 30 độ, độ ẩm trung bình 85%. Khu vực vùng núi thấp, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, sau có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, độ ẩm trung bình 85%.